Chào các bạn, trong video số 75 này mình xin giới thiệu đến các bạn ván đấu giữa danh thủ Hồng Chí, đại chiến danh thủ Trần Phú Kiệt. Đây là ván 2 tại vòng 32 chọn 16 của giải tại thần bối năm 2019. Trong ván 1 thì Trần cầm đỏ đi tiên, Hồng cầm đen thu hậu, cả hai danh thủ đã bắt tay cầu hòa. Do vậy trong ván 2 này thì Hồng cầm đỏ đi tiên có lợi thế hơn hẳn và đã giành chiến thắng thuyết phục trước danh thủ Quảng Đông Trần Phú Kiệt. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi. Đến đây thì Trần Phú Kiệt đành buông tay chịu chói trước sự tấn công sắc bén của danh thủ Hồng Chí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.